Ấy có nãy giờ có nghe câu chuyện của bạn Trần thì đây mình có xin chia sẻ thì nó cũng tương đồng với bạn Trần, đây là một hành vi bất lực về cái khả năng đối kháng. Bất lực về khả năng đối kháng cho nên người ta phải đi tìm những cái chỗ dựa. Và thế là ông ta cũng phải đi đi tìm sự giúp đỡ của những người khác, và ông ta dùng cái uy tín của mình để kích động, cổ xí, kêu gọi người khác, chửi một cá nhân khác. Thì nó chỉ vậy thôi. Bây giờ ông ta không có năng lực, mà ông ta không có năng lực, không có bản lĩnh và cũng không có kiến thức để mà đối kháng lại với đối thủ của mình. Và ông ta hiện tại bây giờ nó cho chúng ta thấy rằng ông ta cũng không còn cái uy tín, và ông ta không đủ tự tin để phô diễn trên sân nhà của ông ta. Thì nói cái chỗ này tại sao? Vì trên sân nhà của ông ta có hai luồng khán giả. Một luồng khán giả là họ rất là tôn trọng ông ta, giống như là một cái gì đó, một vị thánh. Và một luồng khán giả là những người cùng thời, cùng tuổi với ông ta. Đấy. Cùng tuổi với ông ta, mình nói chung là cùng tuổi đi. Thì ra là ông ta không đủ tự tin để phô diễn và để chứng minh. Vì nếu như ông ta, rõ ràng ở đây là ông ta đã sai hoàn toàn. Ông ta đang lúng vào một cái dũng sùng, cái dũng sình. Mà ông ta mà phô diễn ra như vậy thì bắt đầu nó sẽ có một sự tranh cãi nhất định trên cái sân nhà của ông ta. Và ông ta không có năng lực và không có đủ tự tin, và niềm tin của ông ta không có. Buộc lòng ông ta phải đi nương nhờ người khác bằng những chủ kênh khác. Và ông ta dùng cái uy tín còn sót lại, những cái uy tín mà ông ta gán lượm lặt, đi lượm á, đi nhặt, để mang đến, để dùng cái uy tín đó để kêu gọi, kích động và cổ xí những chủ kênh khác, những người mà còn một chút gì đó của cái sự mê muội ông ta đó, lỡ ăn cái chén lú của ông ta rồi đó, chén cháo lú á, bạn chẳng biết không, để mà làm công cụ cho ông ta. Và hai thầy trò này luôn tin về một con, cái này có khi là tôi phải nghĩ ra một cái khái niệm mới. Cái đây là cái gì nhỉ? Kích động bạo lực ngôn ngữ trên không gian mạng. Đấy đi. Cho nên là bất lực hành vi ngôn ngữ, thành ra nó sinh ra là cái gì? Giống ông mới nói đó. Bất lực hành vi ứng xử. Bất lực hành vi ứng xử mà bất lực luôn cả bất lực hành vi ngôn ngữ, cho nên mới là kích động. Kích động hành vi bạo lực ngôn ngữ trên không gian mạng. Đúng không? Thì cái tôi nói với ông á, khôn như ổng á, cái chuồng chó nhà tôi đầy. Bây giờ ông muốn không? Mẹ tôi kêu ra kêu đi hai chân, tôi quay phim cho ông coi. Đi hai chân kêu sủa cho ông coi. Cái kiểu khôn đó, chuồng chó nhà tôi đầy. Giờ ông lên ông kêu gọi, ông kêu là văn hóa thì bản thân mình thì văn hóa vẫn phải giữ, nhưng mà đối với người này người kia trên không gian mạng thế này thế kia thì phải là dùng những cái ngôn từ thích đáng nhất, cũng không cần phải nghĩ tới chuyện ngôn từ nặng nề gì hết, cứ thế mà choản thôi. Anh bây giờ anh nghĩ đến cái câu gì nhỉ? Cái câu trong dân gian người ta thường nói là cái thùng rỗng nó kêu to, đúng không? Không đâu, thùng rỗng kêu to thì người ta ám chỉ, người ta phê phán những cái người mà có cái gì nhỉ? Cái trình độ hiểu biết, cái năng lực hạn chế, nhưng mà lại thích khoe khoang, thích huynh hoang khoác lác, làm như ta đây hay lắm, giỏi lắm. Cái này thì nó chính xác đấy. Thế mà lại có vẫn nhiều người, thực tế ra ta thấy cũng có nhiều người đấy, vô cùng nhiều người tự cho mình là cái gì cũng biết, cả chuyện trên trời dưới đất, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện lớn chuyện bé, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, gặp ai là tranh thủ khoe hết cái hiểu biết của mình, mà đâu có phải hiếm đâu. Cho nên là lại khoác trên người một cái áo gọi là rất là khiêm tốn, khổ thế. Bây giờ tôi thấy cái người khiêm tốn sao mà người ta lại khiêm tốn đến thế. Ông nói gì cũng không đúng. Tôi nói ông không đúng.
cái ông này, để cái này mà tôi nói thằng bằng chằng nó sẽ hiểu nè, nó sẽ hiểu. Cái ông này ổng đang bị một cái căn bệnh là rối loạn nhận thức, đó là thứ nhất. Mà bằng chằng có nhớ trong y học về bệnh tâm thần, nó có một căn bệnh ngoài căn bệnh tự tự kỷ ra, còn một căn bệnh mà căn bệnh gì nó cũng là kỷ 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 gì đó mà anh không nhớ. Đa số là các cái chứng rối loạn về thần kinh, rối loạn về về hành vi, là cái hành vi của hai thầy trò hàng ngày luôn là dính vào một cái căn bệnh đó. Nó rối loạn nhận thức và lúc nào nó cũng nghĩ nó là một trong những cái vấn đề gọi là trung tâm của một cái vấn đề nào đó, trung tâm vũ trụ à, nó cái trung tâm đen à. Nó bị rối loạn, nó bị tức là nó không có đủ, nó sao đấy, nhưng không phải là căn bệnh tự kỷ nha. Cái này không phải là căn bệnh tự kỷ, cái bệnh này là bệnh kiêu căng tự mãn, tự cao tự đại. Không, cái này là bệnh tâm thần thật mà, tâm thần trong trong y học có, trong y học có, tôi đang nói về vấn đề thực tế trong y học mà. Nhưng mà nếu mà tâm thần hoang tưởng ấy, nó là một cái loại loại tâm thần hoang tưởng ấy, tâm thần phân liệt ấy. Tôi nhớ cái này có mà tôi không nhớ cái tên gì để mình tra ra. Thật có trong trong bệnh tâm thần nó có cái căn bệnh này. Thôi thì tôi cũng không phải là ngày người của ngành y, tôi cũng không nắm rõ cái đấy. Nhưng mà tôi thấy có một cái số biểu hiện như thế này. Nếu mà những cái người nó có cái bệnh như thế, có cái tư tưởng bên ngoài thì thấy con người ta bình thường lắm, nhưng thực ra là cái tư tưởng của họ là cái gì? Cái bệnh trầm trọng nhất là bệnh tự cao tự đại, kiêu căng, luôn luôn tỏ vẻ ta đây cái gì cũng biết rồi, cái gì cũng giỏi rồi, rằng luôn luôn mình giỏi hơn người, biết hơn người khác, đúng không? Cái hậu quả là sinh ra sự gì ạ? Cái độ chây ì, cái độ lì trong tư duy, trong tâm lý ấy. Không chấp nhận rằng người khác chỉ ra cái gì, cái lỗ hổng của mình. Cho nên là dẫn tới sự bảo thủ. Không muốn, không biết lắng nghe, từ chỗ không muốn lắng nghe cho đến chỗ không biết lắng nghe. Và chẳng bao giờ ý thức được bản thân mình còn vô cùng thấp kém. Cứ hễ làm cái gì hơi thành công một chút là khoe khoang vinh báo cho rằng ai cũng không bằng mình. Không bao giờ có một cái ý thức học hỏi người khác. Đúng không đấy. Muốn cho người ta góp ý phê bình mình, việc gì cũng là muốn thầy người ta. Mà nói thật, cái dạng người này ấy, cái dạng người như thế này ấy, nó gây cái gì nhỉ, nói một cách công bằng thì nghĩa là tiếp xúc hay là đến lúc nào người ta khó chịu ấy, thế là người ta là ngứa mắt, người ta rất là dị ứng, ngứa mắt ngứa tai, chưa bao giờ ý thức được rằng cái gì cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn đấy. Hay là các ông bị ảnh hưởng văn hóa tiểu thuyết tàu ấy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ông ấy à? Tôi đã tra ra được rồi, bệnh ái kỷ à, bệnh ái kỷ ừ. Chứ không phải nó không ái kỳ, rồi tôi hiểu rồi. Nó cái bệnh này nó sẽ có dấu hiệu khi đối với những con người trưởng thành, chứ không phải như bệnh tự kỷ nha. Khi những con người bắt đầu thành, họ sẽ bị rơi vào trạng thái bệnh này. Đấy, và cái bệnh này là giống như những biểu hiện ông vừa nói ra đó, đó tự cao tự đại là kính thưa các loại đấy, đó là căn bệnh ái kỷ trong y học. Tôi nhớ cái gì kỹ kỹ mà tôi không nhớ, phải đi tìm. Để hay là để tôi đọc lên cho ông nghe, tôi đọc sơ thôi để coi ông một tóm tắt một ít thôi đấy. Bệnh ái kỷ hoặc là rối loạn nhân cách ái kỷ, hay còn gọi là chứng yêu bản thân thái quá, là một bệnh lý tâm thần. Bệnh nhân mắc bệnh lý này chỉ quan tâm tới bản thân và luôn mong muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình, nhưng lại thiếu sự đồng cảm với người khác. Bệnh lý này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh nếu không điều trị kịp thời. Triệu chứng thường gặp là không muốn bị người khác nhắc nhở, phê bình, phản ứng thái quá. Khi nhận được những lời nhận xét góp ý từ ai đó, họ cũng có thể rút lui hoặc chấp nhận một cách hình thức tình huống này để bảo vệ cảm giác tự trọng của bản thân.
bên cạnh đó họ cũng có xu hướng né tránh những tình huống mà họ thất bại. Đó, à, đó, 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 đó. Cái lúc nãy vừa tôi vừa chỉ ra một số biểu hiện đó. Còn chưa kể đến một cái bộ phận còn có cái gì nhỉ? Còn có cái óc lãnh tụ nữa cơ. Đây, 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 đây này. Khoác lác về mặt năng lực của bản thân, tự xem mình là nhân vật quan trọng, luôn muốn trở thành một trung tâm, muốn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, thiếu sự đồng cảm với người khác, ảo tưởng về những thành tựu của bản thân và nhạy cảm quá mức với những thất bại của mình. Đấy, 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 đấy. Ông... Đó, 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 đó. cái này tôi nói thật như thế, những cái người này á, những cái người này ấy, ở ngoài đời thì dễ bị ăn đòn, còn đi vào các cơ quan, các công sở đi công tác ấy, làm ở cái cương vị nhân viên mà nói như lãnh đạo, có khi ngồi ở một cái chức vụ còn con như là tổ trưởng hay là trưởng phòng thôi thì nói như là thánh là tướng ấy, là giám đốc là chủ tịch ấy. Là... hay cao hơn nữa thì có khi là nói ở ngồi ở cái ghế vụ trưởng cục trưởng thì nói như bộ trưởng ấy, làm bộ trưởng thì nói còn được to hơn cả thủ tướng, đúng không? Mà người ta chẳng bao giờ biết rằng là nếu như đi so sánh với những cái việc họ đã làm được mà họ cho rằng to tát đối với đời thì nó chỉ là một chút còn con, nó cũng chẳng là cái gì trong cái cuộc đời này cả. Đấy, so sát với những cái điều to tát với thế giới nữa cơ, thấm vào đâu, nó là cái gì? Bây giờ nói thêm là nói thực sự ra bây giờ nói không phải là không, thực tế là nó tồn tại cái dạng người như này, chứ bây giờ nói bảo là thế mà lúc nào cũng bảo là tôi phải hành động để giữ lấy cái niềm tin, không được cho ai là trà đạp vào niềm tin của chúng tôi, trà đạp vào lý tưởng của tôi, trà đạp vào niềm tin của quần chúng nhân dân. Ủa, quần chúng nhân dân nào? Quần chúng nhân dân chẳng bao giờ có một cái thái độ, chẳng bao giờ có một cái sự, có một cái lòng tin cậy và trông đợi tin cậy, hoặc là họ yêu thương, họ mến phục được những cái kẻ có óc lãnh tụ tự xưng ta đây là anh hùng cả, đúng không? Người anh hùng thì người ta có tố chất anh hùng, người ta hành động anh hùng, hành động phi thường, người ta khiêm tốn, người ta thể hiện cách khác, người ta thể hiện bằng cái hành vi, đúng không? Lúc nào cũng ba hoa khoác lác, lúc nào cũng chém gió, lúc nào cũng nổ. Lúc nào tôi biết rồi, tôi nói cách đây 5-6 năm rồi, nhưng thực ra thì càng nói càng hổng, càng nói càng hổng. Biên Hải hẹn ngày mai Biên Hải sẽ phân tích những cái yếu tố nào mà ông ấy cần biết trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nó liên quan đến vấn đề Hòn Ngọc Viễn Đông vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.